thưa quý vị mới đây mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ la lối dùng nón bảo hiểm đập liên tục vào kính ô tô rồi chui vào trong xe nghi do đánh ghen từ vụ việc này dưới góc độ pháp lý luật sư nguyễn văn đồng văn phòng luật sư nhân chính đoàn luật sư hà nội đã bày tỏ quan điểm của mình cụ thể ra sao chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây trường hợp hành vi của người phụ nữ dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính ô tô làm hư hỏng tài sản trị giá từ ngay triệu đồng trở lên có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong trường hợp hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người phụ nữ này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 15 Nghị định 144 trên 2021 trên NDCP, mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu đủ căn cứ người phụ nữ đập vỡ kính ô tô trong câu chuyện nêu trên còn có thể bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng